Nhà thuốc cho em hỏi là bị u nang buồng trứng thì nên uống cây thuốc gì ạ? Chào bạn, hiện nay thì cây xạ đen và cây trinh nữ hoàng cung là hai vị thuốc nam có tác dụng hỗ trợ điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng rất là tốt. Hiện nay thì trên thị trường đã có rất là nhiều những công ty dược phẩm đã điều chế thực phẩm chức năng với thành phần chính là cây xạ đen và cây trinh nữ hoàng cung để dùng cho trường hợp bệnh nhân bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.